Hello, hello, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, hôm nay shop em tiếp tục lên rất là nhiều siêu phẩm mocha và giày lười cho các bác nha. Và đầu like em sẽ lên cho các bác hai em mocha, dáng giày mọi nha, mà da của em thì cực kỳ là mềm luôn. Em này thì thiết kế kiểu như dạng da bê các bác nha, da bê rất là mềm luôn. Em này thì là màu xanh navy nha, form dáng rất là gọn luôn các bác ạ. Mẫu như thế này thì mình có thể phối quần jean, quần kaki hay là mình có thể mang quần sọt cũng được các bác nhá. Em này thì điểm nhấn rất là nổi trội, đó là em này là mình vừa mang giày và mình vừa mang dép được luôn ha. Kiểu như là mình có thể đạp gót, mình làm sabo các bác nha, rất là tiện lợi. Tại vì em này kiểu như da bê rất là mềm các bác, da cực kỳ mềm luôn. Bên trong của em thì có một lớp lót có giật thương hiệu Misope. Đây, da của em nó thì có thấy này, rất là mềm đó, thay vì giày cũng được, mình bó này mình làm dép cũng được các bác ha. Bộ đế cũng còn rất là mới này đó, rất là tiện lợi, vừa làm giày vừa làm dép được luôn. Và em này thì size chuẩn là size 41, mã số chốt hàng là K33, K33 size 41, và shop em đang tri ân là 550k các bác nhá. Các bác ưng mẫu này thì có thể chụp màn hình gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em các bác nhá. Rồi, và kế tiếp cũng là một em mocha giày mọi da siêu mềm nữa. Em này thì màu đen nhá, em này là màu đen này các bác, đó, da cực kỳ mềm, bao êm bao cày cho các bác mẫu này luôn ấy, da mềm lắm các bác ơi. Form cũng rất là gọn luôn, bộ đế này, đế âm này rất là sừng sò ha, da siêu mềm đó, các bác đi lại rất là thoải mái, nhất là những bác nào hay chạy xe ô tô nha, thì những mẫu như này thì bao được rồi, bao êm bao chắc, da mềm lắm. Em này đến từ thương hiệu XQ của Hàn Quốc các bác nha. Đây, da rất là mềm ạ. Da siêu mềm luôn, cập lái rất là thoải mái nha, da rất là mềm các bác ơi. Và em này cũng size chuẩn là 41 nha, bác nào chân 41 thì mình có thể chốt. Em này màu đen, vừa rồi em lên một đôi màu xanh navy nữa ha, đó, một cặp mình có thể mang thay đổi luôn ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là K34 size 41, và shop em đang tri ân là 550k các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Trời ơi, da mềm lắm các bác ạ, da bê nha, siêu mềm, siêu êm luôn, bao gập thoải mái luôn các bác nha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày tay công sở nữa này. Em này thì có size chuẩn là size 43 nha, bác nào chân 43 thì mang em này ok ha. Trời ơi, em này da thì rất là dày dặn và chắc chắn luôn rồi, form cũng rất là gọn nữa ha. Size này thì form này là form gọn, cho nên mà bác nào nếu mà 43 mà bề ngang cực to là không có vừa nha. Đó, da mềm nhưng mà bề ngang cũng vừa phải thôi, chứ không phải là bề ngang nó to đâu. Đó, cho nên mà bác nào mà chân bề ngang to thì suy nghĩ về em này nha. Còn nếu mà thon gọn thì mang em này là bao đẹp luôn, da rất là mềm. Size chuẩn là 43 các bác nha. Em này thì bên trong có một lớp lót có giật thương hiệu này. Em này được sản xuất tại Bangladesh các bác ạ. Size chuẩn là 275, tương đương là 43 nha. Bác nào chân 43 thì mang em này là bao đẹp luôn. Tại vì form của em này rất là gọn, lồng trong của em cũng rộng nha, cũng không phải là chật đâu. Nhưng mà nếu các bác muốn thoải mái thì chân vừa vừa thì sẽ ok hơn là những cái đôi mà form to bề ngang nha. Bác nào chân to bề ngang thì em sợ bị tức ngang ấy. Đó, còn nếu mà như chân thon thon thì mang em này bao đẹp các bác nha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là K27, K27 size 43, và shop em đang chi ân là 600k. Các bác ưng mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em mocha, một em này là em hàng mới nha, hàng mới, hàng Thái Lan, da tay gai, bên trong có dập thương hiệu Hermès của Paris của Pháp nha. Da này, dòng da tay gai thì các bác biết rồi đấy, bao bền luôn ha. Bộ đế thì đế nó là đế âm ha. Em này thuộc dạng đế âm này, size chuẩn là 41 nhá, size 41 ạ. Trời ơi, lòng trong đẹp lắm các bác nè, phun da toàn bộ các bác nha. Các bác đi chơi đi làm đều ok la ha. Rồi, và em này thì có mà chốt hàng đó là K26 size 41, và shop em đang tri ân là 600k cho mẫu này các bác nhá. Các bác ưng mẫu nào thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em các bác nhé. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày lười nữa ha. Em này thì dáng hơi hầm hổ chút xíu ha. Tại vì form của em này là form mũi nhọn này. Đó, form Nhật, form mũi nhọn nhá. Đó, bác nào thích mũi nhọn, mũi dài thì em này là ok ha.
Form này là form Nhật nha, cho nên mà mũi sẽ nhọn hơn chút xíu ha. Bộ đế cũng còn rất là ok này, đó, da rất là mềm luôn, cái khóa kiểu như giống khóa Gucci á các bác. Size của em là 40.5 nha, size chuẩn là 40.5. 40.5, 41 chân thon ạ. 40.5, 41 chân thon nha. Bên trong lớp lót da thì quá là sịn sò rồi, da rất là dày các bác ạ. Size chuẩn là 45, 41 chân thon. Và em này thì có mã chốt hàng đó là K31. K31 size 40.5 trên 41 chân thon. Và shop em đang chi ân là 600k cho mẫu này thôi các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở nữa ha. Em này thì form cùng rất là gọn luôn, dáng đầu bi rất là gọn ha. Form dáng rất là gọn này, da của em này là màu vàng bò các bác nha. Màu vàng bò thì mình có thể phối quần tây, quần jean đều ok la. Đó, form dáng rất là đẹp và da cũng rất là đẹp ha. Da mềm các bác nha. Size chuẩn là size 42. Size 42 ạ. Em đến từ thương hiệu Soda Home của Hàn Quốc các bác nha. Bộ đế cũng còn rất là mới luôn các bác ơi. Size chuẩn là 41, 542 đều ok ha. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là K32. K32 size 42 và shop em đang chi ân là 600k. Các bác ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày tây. Em này cũng size nhỏ các bác ơi, size rất là nhỏ luôn, size 39.5 thôi. Đây và cái dáng của em này thì rất là gọn luôn ạ. Form dáng rất là nhỏ gọn nha. Bộ đế cũng còn rất là mới luôn ạ. Form dáng rất là gọn luôn. Và size chuẩn của em đó là size 395 các bác nha. Size 395. Và bên trong của em thì có dập thương hiệu là Bono Magi. Bono Magi các bác nhé. Bono Magi. Đó, rất là đẹp nha các bác. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là K28 ạ. K28 size 39.5. Và shop em đang chi ân với giá là 550k các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em các bác nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em mocha. Trời ơi, em này hàng mới nha các bác. Hàng mới hàng Thái Lan nhưng mà em bán dòng này rất là chạy tại tiệm luôn. Tại vì da của em nó rất là đẹp luôn. Da hạt nha, da bò hạt rất là đẹp. Độ mới cũng khá là cao ha. Đế Regal. Em này đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng Regal của Nhật Bản các bác ạ. Và da của em này là da hạt cực kỳ bền và êm luôn. Bộ đế âm nha. Đế này thì rất là tiện lợi cho những bác nào mà nếu mà hay chạy xe ô tô nha, thì mình mới có thể gập lái này. Rất là thoải mái luôn. Da rất là mềm và lòng trong là phun ra hết các bác nha. Em này thì có size chuẩn là size 42. Size 42 ạ. Và mã số chốt hàng là K30. K30 size 42 và shop em đang chi ân là 600k cho mẫu này các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em các bác nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Một em giày tây công sở các bác nha. Em giày tây công sở size 39 ạ. Em này form rất là gọn luôn này, form trơn đơn giản các bác nha. Size chuẩn là 39 đến từ thương hiệu Regal của Nhật Bản nha. Thiết kế của em nó thì có một bộ đế này, đế đã khâu thì các bác mang bao bền rồi. Da của em này cũng còn rất là đẹp luôn, đến từ thương hiệu Regal của Nhật Bản các bác nha. Form dáng rất là gọn, bên trong cũng có dập thương hiệu Regal này các bác. Đó, da cũng rất là đẹp ha. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là K29 ạ. K29 size 39 và shop em đang chi ân là 600k free ship cho các bác luôn. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo cho em ha. Rồi và cuối cùng em sẽ lên cho các bác một em loafer nâu đậm đi. Em này form dáng rất là gọn luôn này. Đó, mặt da cũng khá là đẹp, màu nâu đậm các bác nha. Em này nâu đậm, dáng rất là gọn này. Đó, dáng rất là gọn luôn, nâu đậm nha. Bộ đế cũng còn rất là đẹp luôn các bác ơi. Em đến từ thương hiệu MOC, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc các bác nha. Bên trong của em có dập thương hiệu là MOC này. Trời ơi, da đẹp lắm các bác ơi. Full lòng trong của em nó còn rất là đẹp và sạch sẽ ha. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là K35 ạ. K35 size 40.5.
Và shop em đang tri ân là 600k thôi. Các bác ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em cũng được các bác nha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em nhé.